Nổi tiếng là trái quả thơm ngon của vùng đất Bảo Hà, huyện Bảo Yên. Quả hồng không hạt nhiều năm gần đây nhận được sự ưa chuộng của khách hàng trong và ngoài tỉnh. Cùng với việc xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm, thì chính quyền địa phương cũng chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển, mở rộng diện tích, đi đôi với chăm sóc, cải tạo nhằm nâng cao chất lượng quả hồng. Những cây hồng không hạt chữ quả này là của gia đình ông Nguyễn Văn Khánh ở bản Liên Hà 6, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên. Hiện gia đình ông có trên 10 gốc hồng hơn 20 năm tuổi. Mỗi năm diện tích này cho thu hoạch từ 4 đến 5 tấn quả, thu về trên 50 triệu đồng. Cái giống hồng này từ các cụ trồng là nếu mà cây hồng cổ bây giờ nó là khoảng độ 40 năm, trên 40 năm. Thì từ trước là không có cái đường, cho nên cái người dân bán lẻ rất là khó. Về cái hồng này tìm hiểu nó ra là cái nguồn gốc nó rất là sạch. Từ trước cái này là các hộ dân đều bỏ rơi. Mà cái quả hồng nói chung là nó vẫn cứ ra hoa kết trái. Thì vừa rồi các phòng các ban đã chỉ đạo về và đã công nhận cái thương hiệu hồng của Bảo Hà. Thế cho nên người dân bán bây giờ rất là ổn định. Mà người dân bây giờ là những cái hộ có đất đều đánh các cái đường băng để trồng. Và hiện nay cái giá cả hồng rất là ổn định cho người dân. Xã Bảo Hà hiện có trên 40 hectare cây hồng không hạt đang cho thu hoạch. Năng suất bình quân đạt 50 tấn quả trên mỗi hecta và với giá bán tại vườn là 10.000 đồng mỗi kg đã mang lại nguồn thu cho người dân 500 triệu đồng trên mỗi hecta. Từ năm 2017 đến nay, được ngành nông nghiệp hướng dẫn, người dân Bảo Hà đã thực hiện cải tạo vườn hồng, đúng tỉa, chăm sóc, đúng kỹ thuật theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Do đó, sản phẩm hồng không hạt Bảo Hà bán được giá, được thị trường tiêu thụ mạnh. Qua những các cái lớp mà được chúng tôi được học về tôi đốn tỉa thì tôi khác. Thấy nó chất lượng quả nhất là to đều. Cái thứ hai nữa là cái mã của nó khi nó có độ đủ ánh sáng thì là cái mã cái quả hồng nó vàng đều lắm. Thế nhưng mà không đốn tỉa nữa thì nó lùm loà nó che cái quả nó lấp cái bóng ý thì cái quả ý nó không nghĩa là nó vừa xám mà nó lại cứ xanh xanh ấy. Cái trong cái ruột cái quả hồng ấy trong lòng ấy nó cứ nhờ nhờ trắng trắng thì ăn nó không ngọt. Thế mà mình đủ độ ánh sáng này, cái quả nó màu mỡ gà ấy, thì cái ăn cái quả hồng ấy nó ngọt lắm. Năm 2016, được Ban Quản lý Chương trình UNRED tỉnh Lào Cai hỗ trợ, người dân Bảo Hà đã tham gia mô hình cải tạo và trồng mới cây hồng không hạt. Hiện 1 hecta diện tích nằm trong dự án đang sinh trưởng phát triển tốt và đang cho lứa quả đầu tiên. Liên hệ các cái phòng ban cũng giúp đỡ và đến kiểm tra các cái mẫu đất cũng như là mẫu nước. Thì Liên Hà 6 hiện nay là các cái hộ trồng hồng đều không có cái thuốc diệt cỏ là một, cái thứ hai là cái nguồn nước rất là sạch, cái thứ ba nữa là về cái hồng ngâm này là chúng tôi chỉ ngâm về cái giếng nước khơi, giếng đào đấy, chứ tuyệt đối không được nước máy mà cũng không ngâm được cái nước mưa. Đấy, cho nên là cái nguồn cái hồng này rất là nguồn sạch, là người dân là hiện nay là các cái hộ gia đình có hồng cho thu nhập rất là cao. Xã đã phối hợp chặt chẽ với trung tâm dịch vụ nông nghiệp của huyện và đặc biệt là ủy ban dân huyện đã chỉ đạo phòng nông nghiệp, trung tâm dịch vụ nông nghiệp trong cái việc mà nhân giống cái cây đầu dòng bằng cái cách là ghép cây, ghép mắt và hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nhân dân trồng cái cây hồng không hạt theo đúng cái kỹ thuật. Chất lượng thì ngày một nâng cao, nhiều nơi biết đến cái thương hiệu hồng không hạt của Bảo Hà và cái thị trường tiêu thụ thì ngày một rộng rãi hơn và cái chất lượng thì ngày được bà con chú trọng nâng cao hơn. Định hướng thời gian tới, địa phương sẽ tiến hành thử nghiệm sản xuất sản phẩm hồng sấy để nâng cao giá trị sản phẩm, qua đó phát triển bền vững thương hiệu hồng không hạt Bảo Hà trong tương lai khi địa phương phấn đấu mở rộng vùng trồng lên 300 hectare vào năm 2020.